Rồi hôm nay giới thiệu gì đây Lợi ơi? Rồi chào chú Tấn, chào bà con mình xem kênh ạ. Hôm nay thì em về một số cây như là mai chiếu thủy, bonsai mini để bàn và một cặp chiếu thủy lớn, để với một số cây mà tiểu cảnh nha bà con, để giao lưu với bà con. Rồi rồi, đây là cây số 1 C này, bên em mã C nha bà con. Bà con lên xem thì nhớ mã số giùm em nha. Đây, một C là một cây cần thân ôm đá nha. Đây, có dáng độ rất là đẹp luôn nha. Đá này đây, đá này là đá nhân tạo nha bà con. Đây, tạo này, nhân tạo. Rồi đo thông số đi. Rồi chiều cao là, chiều cao của cây là 42. Đây, chiều đổ đi, chiều đổ cây, chiều đổ là 40 nha. Đây, còn tán ngang cái cây nha, đo tới cây trước nha. Cây là 32 nha bà con. Quay qua đây nè. Đây, cây rồi, rất là đẹp, rất là nghệ thuật luôn nha. Đây, cái và cục đá này nó chiều cao của nó là tới là 55 luôn nha bà con. 55 luôn nha. Đây, cây tiểu cảnh rất là đẹp luôn nha. Để trong nhà sân vườn mình ngắm là rất là đẹp nha. Đây, cây này là thành phẩm rồi. Rồi, cần thân. Rồi, cần thân dán đổ nha bà con. Rồi, cây này có giá là 2,2 triệu. Cho dòng nữa đi. Cái này 2,2 triệu em bao ship toàn quốc cho bà con luôn nha bà con. Cái này là người ta quay sao ship vậy đó ha. Cây sao ship vậy nha, cái này rất là đẹp nha. Số. Đây là cây 2C. Đây, lỗ chí thâm nha bà con. Đây, lỗ chí thâm đội cây. Đây là cây, đây là cây cần thân luôn nha. Đây, vô dây rất là đều, rất là đẹp luôn rồi. Đây. Rồi, thông số. Rồi. Chiều cao của cây cho tới là mặt tượng luôn là 52. Đây, tán ngang này luôn là 42 nha bà con. 42. Đây, rồi, cái hoành nó khoảng, hoành này của cây khoảng chừng 6-7 trở lại thôi nha. Đây, nhưng mà cây ra tàn chi là rất là đẹp rồi. Đây, sửa dây rất đều luôn nha. Cái này em sẽ đóng thùng cho bà con, bảo đảm an toàn luôn nha. Tượng luôn ha. Rồi, tượng luôn nha bà con. Quay sau là em ship cho bà con vậy rồi, nha. Rồi, giá luôn. Đây, nó có một cặp cò nha. Rồi, cái này cũng có giá là 2,2 triệu luôn nha bà con. 2,2 triệu. Bao ship toàn quốc cho bà con luôn nha. Rồi, con khỏi cần lo phí ship nữa. Đây là cây 3C, có một cây kim quýt nha. Đây, cây kim quýt là tai chi đầy đủ luôn, đang có trái luôn nha, có dáng siêu luôn, rất đẹp luôn. Đây, rồi chậm thôi. Rồi, chiều cao là 57. Đây, tán ngang của cây là 68. Đây, cây đang mang trái nha bà con. Đây, em đo hoành thân vị trí này nha. Vị trí này của nó là 20. 20 nha bà con. Rồi. Đây, có dáng siêu rất đẹp luôn nha. Rồi, cây 3C, cây này cũng có giá là 2,2 triệu luôn nha. Bao ship toàn quốc cho bà con luôn nha. Phải, đây, đang mang trái nha bà con. Trái này, cành nhân này là chị ho nha bà con. Ừ. Đây, trái đang chín rồi. Rồi. Nó cũng đang có bông rất là nhiều luôn nha. Trái non cũng còn rất nhiều luôn. Đây, em cũng về mấy cây sâm núi nha bà con. Cái này loại này mới chỉ đâm tược thôi. Vậy bà con vô dây chỉnh sửa là giùm em nha. Hàng này là bảo đảm thùng chậu luôn. Rồi, này là sâm trái nha bà con. Chiều cao là 80. Tán ngang là 42. Không đây, có gai phải không? Không gai, loại này không gai nha. Loại này là có trái nha bà con. Đây, này một thân một cốt lắc lượng nha. Lắc lượng tới đọt luôn. Đây, em đo cái hoành thân vị trí này của nó là 14, yếu xíu nha bà con. 14 yếu nha. Còn cái củ đặc này của nó là tới 23 luôn nha bà con. Đây, nguyên củ này của nó là 23 đây. Đây, bảo đảm cây thần chậu luôn nha. Nhưng mà cái này em bán cũng không ship chậu cho bà con nha. Đây, rất là đẹp luôn. Rồi, cây này có giá là 2,6 triệu. Em bao ship toàn quốc cho bà con luôn nha. Rồi. Cây sâm trái. Đây, một cây mini bonsai để bàn nha. Cây này thì thành phẩm rồi nha bà con. Cũng là sâm trái nha, đang có bông này. Đang có bông có trái nha, đang lên bông rất là gọn luôn nha bà con. Đây, cái này là tai chi rất ấm rồi. Vậy bà con là dây cũng siết dây rồi nha bà con, phần dây hết rồi. Rồi, chiều cao là 28, tán ngang là 40. Đây, cái này về bà con gỡ dây nha, tại nãy không kịp thì em chưa tháo dây ra, chứ tháo nó thừng hết rồi. Rồi, hoành thân đây, hoành ngay cái củ này đi bà con, củ đặc này nha. Như 14 đi, trên 10. 14, còn trên đây chắc cũng cỡ 10 thôi. Chắc 10 gì? 9 rồi. Rồi, 9. Đây, có trái có bông luôn nha bà con. Đây, xem kỹ giùm em nha. Bảo đảm cây thần chậu, cây thành phẩm luôn rồi nha. Rồi, xây đi, xây chậm chậm đi. Đây, cây 5C. Chậu này là chậu chậu tàu nha bà con. Đây là cái chậu tàu, chậu đá.
Rồi. Đây. Rồi cái này có giá là 2,5 triệu. Em bao ship toàn quốc cho bà con luôn nha. Rồi, đây, chậu luôn nha. Ship chậu cho bà con luôn nha. Rồi. Đây là cũng là một cây sâm trái luôn nha. Đây. Cái phôi mới vừa ra tai chi thôi. Cái này chỉ mới vô dây thôi nha bà con. Đây. Mới vô một nước dây thôi. Rồi, chiều cao cây là 25. Tán ngang là 40. Đây. Hoành của nó là 16 nha bà con. 16 hoành. Đây, cái này lùng lực luôn nha, rất là đẹp luôn nha. Để bàn chơi thì rất đẹp luôn. Đây, cây 6C. Rồi, cây này có giá là 2 triệu. Em bao ship toàn quốc cho bà con luôn nha. Cây sâm trái. Em ship chậu luôn, chậu này chậu nhựa nha bà con, nên ship cũng không sao. Còn chậu đá thì em ship được thì em ship, nhưng mà lỡ nó có bị tới chỗ có bể này kia thì bà con thông cảm nha. Đây, cây 7C, mai chiếu thủy chung nu nha. Này là nu gò công nha bà con. Đây. Tai chi thì bắt đầy hết rồi, thành phẩm hết rồi. Chiều cao là 33. Tán ngang là 38. Đây. Cái vành thăng vị trí này của nó là 22 nha bà con. 22. Rồi. Đây rất là đẹp luôn nha. Để bà con chỉ tháo dây là chơi thôi. Này để bàn chơi là rất đẹp luôn. Rồi, cái này có giá là 1,3 triệu. Em bao ship toàn quốc cho bà con luôn nha, cây 7C. Cái này em ship chậu hột xoài cho bà con luôn. Đây, cây 8C. Đây cũng là mai chiếu thủy luôn nha. Chung nu gò công nha bà con. Đây nu rò công. Hơn chậm thôi. Đây. Rồi ngưng đi đo đi. Cái này nhỏ mà nó có duyên nha. Cao 32. Đây, tán ngang là 34. Đây, một cốt luôn, lắc luôn nha. Đây, hoành của nó là 14, x13 đi. Rồi. 13 cho con. Đây, bộ đế cũng rất là đều luôn nha, rất đẹp luôn nha. Rồi, có giá là 1,2 triệu. Em bao ship toàn quốc cho bà con luôn nha. Cây 8C. Đây, cây 9C. Đây, cũng một cây tai chi đầy đủ luôn. Vậy bà con tháo dây ra thôi là chơi thôi nha. Xử lý ra qua nó là rất là đẹp luôn nha bà con. Chiều cao là 31. Chiều dài là 34. Đây. Vành thăng vị trí này của nó là 16 đi. 16 nha bà con. Đây 9C, những cái này là thừng chậu hết nha. Cái này em chỉ mới sang chậu thôi nha bà con. Rồi, cái này cũng có giá là 1,3 triệu luôn. Em bao ship toàn quốc cho bà con luôn nha. Đây cây 10C. Đây cái này rất là đẹp luôn. Đây. Củ nở đế đều luôn nha. Chiều cao là 32. Tán ngang là 38. Đây, bảo đảm cây thừng chậu nha. Đây. Hoành của nó là 14 yếu xíu nha bà con. 14 yếu xíu thôi. Còn củ này cỡ hai mấy lần nha. Củ nở nha. Rồi cái này cũng có giá là 1,3 triệu. Em bao ship toàn quốc cho bà con luôn nha. Cây 10C. Ship chậu cho bà con luôn nha. Đây cây 11C. Đây. Cái này dáng lắc rất đẹp luôn đây. Đây. Chậm thôi. Quay rồi. Nữa, quay một vòng rồi được rồi. Rồi, chiều cao 29. Rồi, tán ngang là 34. Hoành thăng vị trí này của nó là 20 nha bà con. 20. 20. Đây, cây này cũng có giá 1,3 triệu luôn nha. 11C. Đây, chiếu thủy gò công. Rồi, xuống. Đổi cây. Đây, em có mấy cây là linh sam 86 nha bà con. Thần chậu bảo đảm luôn nha, mới thêm vô một nước dây thôi nha. Đang này chuẩn bị chơi qua là ok nha. Cây số 12. Rồi, chiều cao 40. Tán ngang là 46. Đây. Đó hoành thăng trên đây nha. Rồi, hoành trên đây của nó là 9 thôi nha bà con. 9. Đây, 5. Cây số 12C. Rồi, cây này cũng có giá 500k. Bao ship toàn quốc luôn nha. Đây, 13C. Đây, cây này có dáng văn nhăn nha bà con, rất là đẹp luôn nha. Cái này là thừng dây rồi nha bà con, dây nó siết chặt chưa hết rồi. Đang lên nụ rất là nhiều luôn. Rồi, chiều cao là 49. Đây, tán ngang của nó là 38. Đây, cây bảo đảm thừng chậu nha, nụ là rất nhiều luôn, về tới bà con là chơi qua nha. Hoành năm này của nó là khoảng 7 thôi nha bà con. Rồi, sam 7 thôi nha. Sam 86 nha bà 86. Con. Đây, bảo đảm cây thừng chậu rồi, cái này có giá 600k. Em bao ship toàn quốc cho bà con luôn nha. Có dáng rất là đẹp. Đây cây số 14C. Đây cây này có dáng đổ nha. Những cái này là dây là thừng hết rồi nha bà con. Đây. Bảo đảm thừng dây nha.
Rồi chiều đổ này của nó là 65, bán ngang là 26 nha, có hạo thôi. Hoành này của nó khoảng chừng 67 thôi nha bà con. Đây của đế nôm rất đẹp luôn nha. Rồi cái này có giá là 500k thôi, em bao ship toàn quốc cho bà con luôn nha, ship chậu luôn. Đây em có một phôi là kim tiền nha bà con, kim tiền cái bông nó rất là đẹp nha. Bà con lên shop nha, lên Google search giùm em nha, cây kim tiền. Cây này cũng già cây lắm rồi, rất là lớn rồi nha. Đây, chiều cao là 50. Đây cái thằng bay là rất là quái nha. Đây đó hoành, đây đi. Hoành đây là 47 nữa nha bà con. Đây của hoành rất là lớn luôn nha. Đây rất là đẹp luôn. Rồi có giá là 1.800.000, em bao ship toàn quốc cho bà con luôn nha. Cây kim tiền rất là lớn nha. Đây còn đây là cây tiết tùng nha bà con, tiết tùng số 16C. Đây là bảo đảm thần chậu nha. Đây có dáng đổ rất đẹp luôn. Rồi chiều đổ là 76, chiều cao lên là 39. Đây còn tán ngang của nó khoảng 44 nha bà con. Đây thằng này của nó khoảng 78 thôi. Rồi ra khoảng 78 thôi nha bà con. Đây rồi, rồi cái này có giá là 900k, em bao ship toàn quốc cho bà con luôn nha. Rồi xuống tùng. Đây là cây 17C là phôi hồng phấn nha bà con. Cái này thì đâm đọt rồi, đang lên hoa chứ không có hoa nha bà con. Về tới nhà rồi bà con chơi hoa được rồi nha. Củ đế thì rất đẹp luôn. Cao 40, ngang là 21. Bây giờ bà con sửa bonsai chơi là đẹp nha. Rồi hoành 13 nha bà con, 13 đây củ đế rất là đều luôn. Đây cây số 17C có giá là 400k, bao ship toàn quốc cho bà con luôn nha. Rồi đây em có một cặp chân nhật nha bà con, chỉ còn cặp duy nhất nữa là hết rồi nha. Cây bảo đảm thần chậu luôn, này dặn bụi thôi nha bà con. Giá này cũng để sinh viên cho bà con chơi thôi. Đây chân nhật rất là đẹp, chiều cao là 100. Đây tán ngang là 90. Đây chân nó dặn bụi nha. Ngay. Đây chân nhật nha bà con, bông ở đây. Cái thằng đại diện nhỏ này của nó là có 9 thôi nha. Một thằng này của nó là 9 thôi nha bà con. Đây chính. Một thằng này. Rồi cái này có giá là 600k, em bao ship toàn quốc cho bà con luôn nha. Nhưng mà em không ship chậu nha bà con. Rồi số cái này thoại. Chậu và bảo đảm cho bà con nha. Rồi, đây nhắc. 19C. Đây số điện thoại của em là 0772 877278. Đó cũng là số Zalo Facebook luôn nha bà con. Đây là cây 19C chân nhật luôn, một cặp thôi nha. Rồi chiều cao là 105, tán ngang là 90. Đây nó cũng dán bụi nha bà con, dán bụi thôi, cũng có giá là 600k thôi. 600k bao ship tới nhà cho bà con luôn nha. Đây đây, đây bao ship cho bà con luôn nha, 600k. Rồi 19C. Rồi, rồi. Tiếp theo đây là cây số 20, mai chiếu thủy trung nu nha. Cái này là trung nu nha bà con. Đây cái thằng nó đều có nu nu lên đây. Đây da màu đen luôn nha, một cốt lắc lượng luôn nha. Đây có cành rơi rất là đẹp nha, dáng trực quyền. Rồi cao là 50. Đây tán ngang này của nó là 34, còn chiều đổ này của nó là 52 nha. Chiều đổ 52 nha bà con. Cây này thần dây hết rồi, thần chậu luôn nha. Cái này em chỉ mới thay vô cái chậu này thôi. Rồi, cho nó nhìn đẹp như đây nha. Đây đem đâu hoành nè, 8 không. Rồi hoành là 9 nha bà con, 9. Rồi 9. Rồi mai chung thủy chung nu. Đây da đen luôn. Cái này lên một cái cơ đọt nó ấm tàn thì rất là đẹp nha. Rồi cái này có giá là 2.400.000, em bao ship toàn quốc cho bà con luôn nha. Cây 20C. Nói không? Đây em có một cây trang đỏ nha, bonsai. Đây cây thần chậu nha bà con. Đây cái này là rất là đẹp luôn, này chơi lên nước hoa nữa thì rất đẹp nha. Cái này có dáng là phu thê nha bà con. Đây chiều dài của nó là 79. Đây tán ngang 50. Đây rất là già cây rồi nha bà con, này người ta chơi cũng lâu lắm rồi. Đây đây bộ đế thì rất đẹp luôn nha. Rồi mới đắp lên cho ấm tàn thôi nha bà con. Đây cái hoành chánh của nó nha, hoành chánh của nó là 19 nha bà con. Hoành này là 19, hoành dưới đây.
Bình dưới này là 15 nha bà con. Này 19, con này là 15. Đây có dáng phu thê rất là đẹp luôn nha. Đây, cái này bảo đảm thành phẩm rồi, thần chậu luôn nha, cái này em ship chậu cho bà con luôn nha. Rồi cái này có giá là 6,5 triệu. 6,5 triệu em bao ship toàn quốc cho bà con luôn nha. Này em ship chậu cho bà con luôn, trong này chậu nhựa. Cho nó cây nó an toàn nha bà con, nó không bị mất sức. Để dướng được gì thôi. Đây cây 22C là một cây me chua. Đây me chua hình là lắc rất là quái nha. Đây mới vừa ra một cây đọt này vô dây rồi hết này nha bà con. Rồi. Đây chiều dài này của nó là 78. Đây chiều cao là 42. Rồi em đo hoành luôn nha bà con. Đây hoành vị trí này của nó là 27 nha. 27 hoành. Đây hoành thân cũng tạm lớn nha. Đây rất là già cây rồi nha bà con. Rồi mét chua dây rồi. Cái này cũng thần chậu rồi nha. Cái này em cũng không ship chậu, cho này chậu đá nha bà con. Rồi cái này có giá là 1,2 triệu. Em bao ship toàn quốc cho bà con luôn nha. Cây me chua. Cái đó là nổi không? Thôi để đất đi. Rồi để đất nha. Đây em mà có một cặp kéo xích vô chút. Cặp mai chú thủy là gò công nha bà con. Đây. Rồi. Đây, đây này gò công tứ diện luôn nha. Đây gò công nu, gò công nha bà con. Nó nu hết rồi nha. Bảo đảm nha. Đây. Đâu đâu chiều cao quay Phương. Vậy chiều cao là 2m3. Cao 2m3 nha bà con. Rồi, 2m3. Khoan. Để đi từ từ đi. Rồi cái tầng đó nè. Tán ngang của nó là 100 nha. Cao 2m3, tán ngang là 100, cái này nó tứ diện nha bà con. Cái này người ta gọi là kêu bằng là nhất trụ kình thiên nha bà con. Chỉ có một cặp duy nhất thôi. Rồi. Đây có ông già ông để xe lại nha. Ông lớn tuổi ông để lại cho mình chơi nha. Này bà con này biệt thự hoặc sân nhà lớn chân rất là đẹp luôn. Đây, mà lên qua gỗ nữa thì rất đẹp nha. Một rồi này lá gì da gì báo được không? Đây là mà nu gò công nha bà con. Nu gò nói công. Nu gò công nha. Đây. Rồi. Hoành thân. Lọn đâu hoành thân đó. Nè lọn quá nè. Khoan. Đo đại chỗ nào trống đi. Đây. Đặt lại. À đâu qua đây. Tương đối nha. Rồi. Khéo rồi. Hào thôi. Thì hao đi. Rồi như 30 đi. Rồi 30. Ba như 30 đi. Rồi đế. Đây nồi đế. Đế này của nó thì bà con về môi lên thêm nha, mà đế rất là cao nha. Đây, nguyên cái nồi đế của nó là chắc cỡ khoảng là 180 thôi. 180 nha bà con. Đây. Còn cái đế sổ từ cái bầu này xuống tới mặt cắt của nó luôn là khoảng là 70. Nồi đế rất là sâu nha bà con. Giờ bà con trồng thì môi lên cao một xíu nữa. Đây. Rất là tai chi tứ diện luôn nha. Rồi. Rồi. Đây rất đẹp luôn. Rồi cái này rồi, cái này có giá là 10 triệu. Em bao ship toàn quốc cho bà con luôn nha. 10 triệu em bao ship toàn quốc, em này em sẽ ship bảo đảm cho bà con luôn. Đi tiếp. Rồi này bán theo cặp hay là bán đơn lẻ? Cái này là nó một cặp nha bà con, nếu mà bà con giao lưu thì lấy một cặp. Chứ lẻ thì nó lẻ lôi lắm. Đây cái này rồi, cũng tương đối thôi. Cái này 10 triệu luôn hay sao? Rồi cái này cũng đồng giá luôn nha. Rồi một cặp thì giá làm sao? Nếu mà bà con lấy một cặp thì em thương lượng lại cho bà con nha. Cái này ship là rất là nặng. Cao 2m3 luôn. Rồi cao 2m3. Đây. Tán ngang là 110. Đây tai chi tứ diện nha bà con. Đây. Nó có nu nu là từ trên xuống dưới hết rồi nha. Đây rất là đẹp luôn. Cây này chơi cũng mấy chục năm rồi nha bà con, có được gì nha. Rồi. Đây. Đây em đo hạ hoành này cái đi, tham khảo thôi nha. 44 nha. Làm đó trên đây cái em báo cho bà con hay nha. Đây cái hoành trên này của nó là 31 nha. Trên này 31. Đây tai chi tứ diện này quay nhạo nha. Đây. Mình đế này cũng khoảng trăm mấy ha. Kéo hết thứ dây đi. Đây. Này cũng khoảng 180, 190 thôi nha bà con. Hết nồi đế luôn nha. Khoảng 180, 190 thôi. Đây còn đế cao sổ của nó là cũng tương đương như vậy thôi. Tới đây là 30, còn tới dưới là nó 60 lần nha. Đây cây rất là đẹp luôn nha. Về đâm một cây đọt thôi là ấm tạng thôi là bà con
chơi được. Rồi cái này cũng có giá 10 triệu luôn nha bà con. Này thì em sẽ ship bảo đảm an toàn cho bà con. Rồi, cái tốt qua không? Nha. Rồi cái này cũng là cây cuối clip luôn nha bà con. Thì em cũng xin cảm ơn bà con thời gian qua đã ủng hộ em rất nhiều. Cảm ơn rất nhiều ạ.